Tiểu Mỹ Tèo đại chiến cá sấu. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Uầy, gì nữa đây Tèo? Mới vừa quậy đục nước ngoài kia rồi con tính làm gì nữa đây? Hồi sáng tôi hứa với ông nội là để tôi dọn hồ cá cho ông nội không ba. Thôi thôi làm ơn cái đi vô lau người giùm tôi cái để cảm lạnh kìa. Con cá sấu dưới này nó táp con cá rồi tôi không biết làm sao à. Gì ông ba? Ông ba nói gì vậy ông ba? Này con cá sấu kiện mà cắn gì được cắn. Thôi đừng có vờn nha, con chắc chưa? Con chắc chưa? Con thấy nó ăn chưa? Trời sao ông nội cho nó ăn rồi ông ba ơi, ông ba coi thường tôi quá. Rồi đưa đây, đưa đây ba để con xuống nè. À, ông ba, ông ba, ông ba. Sợ người nữa đang ướt cho nên là bà quay chơi cho vui chứ không có dám buông tay đâu cô chú ơi. Nó thì không có sợ đâu nhưng mà ba thì sợ đó. Con không có sáu quả tiễn chứ mà ghê lắm, xuống xúc hồ lạng vạng là nó táp á. Ông nội kêu đặt Mỹ Tèo ở đây trang trí luôn nè cô chú, nhìn cho giống con thiềm thừ, cô chú coi có giống không. Ở đây thì trưa chiều cũng nóng lắm cho nên là cho nó ra dọc nước vậy cho nó mát, với cả nó là về quê thì phải lăn xả như vậy cho chắc da chắc thịt Tèo ha. Phải làm sao, phải làm sao, tôi thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao.